Trong kho có không anh? Có nhiêu đây hả? Hả? Đỡ đây rồi có ngọn nào được rồi giá đã báo. Có bàn pha luôn phải không? Đặt giá anh ơi. Tức mọi người luôn hả? Như anh thì anh mua anh pha lại tùy theo tiện thôi, tình có tiện không như bao nhiêu thôi. Để anh điện cho tiếp đi. CB300 Xe tơn 155 nha anh em. Này 150. Triệu 300. Chứ đâu tôi thích chi nào lấy chứ đó. Vậy là sẽ lấy mua chiếc xe này nha anh em.
21 triệu, 23 triệu 900. Lấy màu nào? Hả? Vậy lấy cái này anh đây. Rồi bây giờ để hỏi anh thôi. Giấy cho mình đầu khẩu hỏi đó đi, về đánh quay phim lại. Rồi là chốt lấy chiếc xin gút màu xám nha anh em. Rồi chuẩn bị làm thủ tục thanh toán tiền, trả trước 15 triệu nha anh em, rồi sau còn số tiền còn lại thì mình sẽ trả sau. Tổng số tiền là 23 triệu 900 ngàn lăn bánh. Rồi bây giờ mình sẽ làm thủ tục thanh toán tiền nha anh em. Ghế này anh trai. Rồi rồi, tao đang quay clip đấy. Chiếc xe này mua trả trước 15 triệu nha anh em. Còn khi nào lấy biển số mình sẽ trả 8 triệu rưỡi còn lại mình trả đủ luôn. Đây chủ nhân xe.
này. Đứng ngoài. Đủ chưa chị? Rồi đây phần quà, hai cái mũ bảo hiểm, một cái áo mưa. Một cái áo thun. Rồi cái này là quà. Coi lại đúng chưa? Họ giờ tên của mình đó, giờ địa chỉ nhà. Chủ nhật thứ hai chị em. Hai em hả? Dạ, chủ nhật. Ấp Tà Tây xã Phi Thông. Quay lại cho anh coi, quay ngược. Rồi. Vậy sao không sao, cái này không sao. Cái tổng hợp Ấp Tà Tây xã Phi Thông. Không, người ta ghi vậy là được. Ghi vậy là được rồi. Dạ. Mà trong hộ khẩu nó không ghi xã, mà không ghi xã, mà nó ghi xã mình phải ghi xã, không ghi xã là không được cái đó luôn. Rồi. Cái số tiền trả đúng chưa? 15 triệu. Còn nợ là 8,5 triệu. Đúng rồi. Rồi. Có nghĩa là chị sẽ giữ lại cái đó hả? Giữ lại rồi cái bữa mình bữa giấy tờ xong đó là ở đây người ta sẽ nhớ cho mình tổng bộ xong rồi anh em xuống đó mình đó xuống đó mình đăng ký. Vậy nhưng mà xuống đó liên gặp anh nào phụ trách đó, chưa? Bữa đó người ta sẽ định trước cho một ngày là cái người người ta định với mình đó, cái số điện thoại của người ta đó mình nuôi. Rồi rồi rồi. Bữa đó nếu mình ra chứ mình không gặp người ta thì mình điện rồi. Vậy hả? Cái tên đi. Rồi vậy là cửa hàng giữ lại cái đó ha, giữ lại hộ khẩu. Bữa nay đăng ký á, cái đây để đem hồ sơ với cái này tất cả xuống để cho mình đăng ký được chứ. Rồi xong rồi em mới trả tiền đủ luôn nha ha. Ừ được. Rồi rồi. Cái đó chúng ta trả tiền cho cái người dưới. Rồi rồi hiểu. Cái này là cái sổ bảo hành. Rồi cửa hàng giữ lại hộ khẩu với căn cước. Rồi là cửa hàng giữ lại sổ khẩu căn cước nha Nam, cái nào lấy biển số người ta sẽ trả lại cho mình ha. Rồi xong đó chị ha. Rồi giờ ra nhận xe nha Nam, cắt cái đất tử.
Thank you.